khi nhiều lần tự sát không có thành công, rồi không có được chết đó, tìm tới cái chết mà nó không có được thành công, cho nên mình mới cảm thấy mình ngộ nhận, mình thức tỉnh ra, rồi mới bắt đầu mới đi tìm chỗ ẩn cư tịnh tu. Tụng kinh xong ngủ giấc rồi đầu tự nhiên nó bẻ cụp lội lại luôn, Giống tới như gì là ảo à? giác luôn hả? Có cảm giác là cái sự vô hình nó bẻ mình Đúng luôn đúng đúng hả? đúng Đúng. đúng Vậy anh là bị ma bẻ lội tay đúng không? Đúng rồi, đúng chạy qua bả cầm cái tay thôi, cầm cái tay gì nè, cầm cái tay lại chạy tiếp chị ơi tiếp em chị ơi chị không Là phải bị không dập bẻ ta, không không phải hả? phải bị Không dập phải dập bẻ bẻ không? bởi Ừ. vì hồi nãy giờ là để thấy là cái tay đó của Vinh, tay phải của Vinh nó hơi lạ lạ với cái tay trái Đúng rồi, à. cái này nó vậy thôi. À, vậy là cái này là bị gọi là bị đánh ở trong vô hình hay sao? Đúng rồi, bị đánh gì vô hình. À. Nhưng trước đây là cũng như bị ở ngoài ha. Nên tôi bị dồn dập nhiều chặng nữa không ơi. Nên lúc đó tôi còn chiếc xe chạy. Cái đầu nửa đêm chạy, nửa đêm chạy. Ở phía sau tôi được có năm hồng linh, có năm vong linh hồng linh. Được theo mà. Được theo tôi chạy xe nữa ngắm rốn chạy lưới với nhà. Sợ nó đông quá chứ mình đã kiếm mua đồ cái được theo kìa. Bà Sao xã sao trong sao cái bụng sao ơi. Nó được theo ra đâu tôi vô nhà tôi chụp lấy ra cái dao hai lưỡi. Qua múa giống như được cục điên vậy đó. Trời ngồi nói chuyện chơi đi, kệ nó nói chuyện chơi. Ở đâu có cái gì đâu hay đâu anh. Nó cũng kệ nói chuyện vậy đó. Giống như mình kể, như này, sao mà như mình vậy. bị vô hình đánh vậy thôi. Không được. Thì chẳng lẽ đâu phải tự nhiên mà người ta đánh mình đâu, thì nó cũng có cái vụ mà cạnh tranh giữa thiện và ác, Là ma với Phật vậy giữa ha. thật là giả vậy đó. Đúng rồi. Chánh tà đó. Bởi vì sao mà có cái câu nói là thi văn giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo thì thường bị họ ghét, thì đúng rồi, thi văn giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo là lúc nào cũng nói thật không, nói thật mà tội cho cái ông Sư Mang mà thôi. Sư Mang nói rằng không có ham phú quý mà bây giờ cuối cùng là lại ham làm cho sụp đổ hết trơn tất cả hoàn cầu, là gọi là tà sư ngoại đạo. Thì mình có thể mình kể chi tiết chút xíu là đó là sao tự tự nhiên mà cái tay mình bị bẻ lỗi tay luôn mà. Nói chung thì cuộc đời này nó không có được may mắn, là nó không may mắn được sở hữu cái niềm vui trọn vẹn như là các vị đây, thì cái sự buồn phiền nó mới đưa mình vào trong cái sự thức tỉnh, cái nỗi buồn nó dẫn dắt mình tới cái sự thức tỉnh để mà tịnh tu. Khi mà đi đi làm khắp xứ này kia cái nọ cũng chẳng được gì, với lại còn đọng lại trong tâm những cái nỗi buồn phiền, khi nhiều lần tự sát không có thành công, rồi không có được chết đó, tìm tới cái chết mà nó không có được thành công, cho nên mình mới cảm thấy mình ngộ nhận, mình thức tỉnh ra, rồi mới bắt đầu mới đi tìm chỗ ẩn cư để tịnh tu. Lúc đó mình bị đi tu ra ha, Đúng rồi, nhưng mà vậy tìm cũng con không đường thoát, giải thoát. đưa tu đi tìm đường giải thoát nhưng mà cũng không thoát. Trong khi đó là mình Khi đó là tôi đi làm phước làm này kia cái nọ cho người ta, là ở sớm này kia nọ nè, còn rảnh ra thời gian thì mình đi làm kiếm sống. Cái khả năng sinh tồn của mình thì cái công việc làm nó mỗi ngày mình làm 250 đi thì cũng thu nhập mình nuôi sống bản thân mình được rồi, phải không? Nhưng mà lại không được ông, là khi đó ông Bác Hai khi tay chân còn nguyên vẹn nha, rồi ông Bác Hai ông mới nhờ đi ruồng ba cái nhánh cây này kia cái nọ, nó rập nó che khuất ánh nắng không có rọi vô nhà đó, đưa cái ghế cao lên vậy nè, đứng trên cái ghế cao đó, cái dối dối chặt mấy cái nhánh cây đó đó, rồi nó ngã xuống, cái tay nó chống xuống gì nè, rợ cái khớp ra chạy ra ngoài núi Sam ngoài cái xưa lợi cái ông thầy nó sửa vô khớp rồi. Nó sưng phù lên cũng giống như là bắp chuối vậy nè. Mà không đau đớn gì hết trơn á, cái thuốc men này kia kia nọ đâu khoảng 3 bữa nữa là nó lành lặn rồi, mà tay chân mình nó co vô co ra được rồi. Trong khi đó là ông Ba Khế chết đó, rồi bà cô Ba Phương mới qua mới nhờ đi đầu nguyệt tiếp cho ổng, mà mình thấy cái tay mình này kia nọ nó cũng khỏe mạnh, nó co vô co ra được rồi, cái đi là nguyệt tiếp cho ổng xong rồi mình cũng không có gì, tái chứng cũng không có gì, đào nguyệt xong rồi chôn cất xong rồi cái gia đình người ta mà ở lại ăn cơm bữa cơm, tôi nói thôi được rồi để tôi về.
từ chối với gia đình mình về. Về ở đầu nằm tụng kinh đâu tới trưa. Tụng kinh xong cái ngủ chắc nó tới 2-3 giờ sáng, cái tự nhiên nó bẻ, bẻ cụp lội luôn. Nó rút lại nó bẻ cụp lại vậy nè. Nó cầm lại vậy nè. Cầm cho nó ngay lại vậy nè. Cái chạy qua nhà bà chị đó. Nói chị ơi tiếp em chị ơi, chị ơi tiếp em chị ơi. Tôi nói tao không biết cái gì đâu, tiếp bả mặt bà cũng xanh lẻ chứ. Chạy qua nhà bác hai hổ, bác hai hổ à, cho bác coi bác sữa mà rồi không có được. Cái tôi nói bệnh này nó không phải xuất phát từ là cái tai nạn thông thường, bệnh này gọi là cái bệnh ma rồi. Vậy thôi tôi để chừng nào nó tự đến tôi tự đi. Có người cũng khuyên kêu đi mổ xẻ này kia cái đó, đi sắp xương rồi lại. Tôi nói thôi cái bệnh này tôi đâu có gãy tay gãy xương gì đâu, không té chặt tay nữa. Mà khi đầu nguyện cho người ta về, tay chân tôi cũng vẫn vẫn bình thường, hoạt động bình thường. Tự nhiên ngủ một giấc xong cái tụng kinh xong ngủ một giấc rồi đầu tự nhiên nó bẻ cụp lội lại luôn, Như là cảm giác luôn hả? Có cảm giác là cái sự vô hình nó bẻ mình đúng luôn đúng hả? đúng đúng Vậy anh nói là bị ma bẻ lội tay đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Không Rồi là tới gì luôn, vậy gì luôn. không có co lại được anh vô. Không không không. Bên đây thì coi vô coi ra được. Còn đó là mình coi vô không được ha. Đúng rồi đúng rồi. Hồi đó chặt tay mà sao lại như vậy ha? Đúng rồi. Có đi chụp hình lại không? Sau cái đợt đó mình có đi chụp hình lại không? Không 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 có đi chụp hình luôn. À. Không, tại cái bệnh này nó tự nhiên nó xuất hiện với mình. Là hồi đó anh ngủ tại chỗ này luôn hay sao? Không, nó tôi ngủ bên trời bên kia rồi. À. Cũng cũng ở ngoài đồng như vậy ha, chứ không phải trong cũng nhà. trống lỏng gì nè, cũng cũng vắng vắng vẻ gì nè. Mà ở đó chắc cũng nhiều phù cái linh hồn này kia quá, cho Đúng nên rồi. anh giống như anh ngồi anh tu đó, người ta xoay quanh đó. Không mà nói cái mà thì có nhiều người ta không tin, ta cho là mê tín, nhưng mà tôi nói thiệt, khi mà Phật xuất thế á thì cũng như ngày xưa vậy đó, cũng như là khi vua xả trần tục á thì ai cũng có thể bước vào trong triều đình, có thể là có thể tu cùng với là Thích Ca, tu với là Phật Dương đó. Thì bây giờ Tây Sơn xuất thế Minh Vương đó thì coi như là cái cõi địa ngục nó không còn nữa, coi như là thập thập điện nó dở nẻo, cho nên Mở cửa ha, đúng rồi mở dở cửa. nẻo. Tại sao lại dở nẻo? Tại vì là xả trần tục, xả tội cho dân đó, rồi đó ồ ạt này kia cái đó. Thiện Giống người như theo là thiện, ác người theo mạnh ác vậy thôi. mạnh cung mình cõi đồ này mạnh ai nấy đi vậy Đúng rồi. đó. Như là cái trong cái thời gian đó sư huynh mình có nhớ là mình bị bẻ lội tai đó là trong cái thời gian đó là chắc khuya hả, mấy mấy giờ khuya không? Không chắc khoảng giấc này là khoảng hai giờ, Trưa luôn. hai giờ Chưa trưa, hả? 3 giờ trưa. Đúng rồi Nhưng mà mình cảm nhận được luôn ha. đúng Trời ơi, ghê quá vậy. rồi. Mà anh nghe cái rớp luôn không? Là sao? Thì nó rút gân lại. Nó rút gần lại hả? Đúng rồi, nó rút gân lại cái xương này, nó làm cái cọp cọp cọp, nó chẹo chẹo ở trong này. Tôi cũng không biết cái thứ gì nó nằm trong đây nữa. Thì anh có chia sẻ nó là ma vẽ tay nghe ghê á. Bà chị bà chứng kiến qua, bà chứng kiến qua thấy trước mắt bà luôn. Quá sợ luôn á. Bà đó cũng có hỏi bà đây nè, trên video Gieo à. video á. Bà đó bà có biết gì đâu, tự nhiên lại nó kêu tiếp tiếp chị ơi, bà có biết gì. Nhưng mà cái nơi này anh thường thường ngủ anh hay có gặp những cái phần âm hay là phần cái linh hồn gì không? Có nói ra thì nó thiệt, nhưng mà tôi thì nó nhẹ tâm rồi, cũng giống như là chiếc phao nổi vậy đó. Nhưng mà có cái hồn nặng, có cái dòng dòng nặng nó tới, nó coi như là muốn câu hồn tôi, câu hồn mình cảm Bắt giác mình biết hồn luôn trong á. thời gian gần đây hả, hay là lâu trong thời rồi? gian cũng gần đây cũng mấy tháng rồi, coi như là muốn câu cái hồn mình xuống vậy đó. Kéo nó đi. Tôi nằm ngủ là bình thường, cũng giống như trong giấc mơ được, là cũng giống như là cái hồn thiên của mình làm như nó có sự như là biến người vậy đó, cũng giống như là mình rơi từ ở trên là khoảng tầng 18, 18 tầng là địa ốc á, rơi xuống trong cái có cái cảm giác trong cái cơ thể mình nó biến người hết trơn vậy đó. Thì mình rơi xuống rồi mình còn biết ha, mình nhận thức được ha, sao chưa? Nó cảm giác được, nhưng mà có như là có muốn có những cái kiểu mà bắt hồn mình á, nó
câu cái hồn mình đi đâu đi đó, rồi là cái cơ thể mình nó có cảm giác nó điếng người hết trơn vậy đó. Nếu mình không tỉnh lại chắc cái kiểu là chắc bỏ xác luôn á. Không, nhưng mà nếu như mình nặng nghiệp giống như nó thì nó dễ câu mình đi rồi, còn nếu như mà mình không có nặng nghiệp thì cũng giống như chiếc phao nổi vậy đó. Ừ. Không có kéo xuống được. Đúng rồi. Ừ. Mà mình có hình dung ra cái đó là nam hay nữ không, hay là một cái hình cái gương mặt như thế nào? Không không, không có hình dung được. Nhưng hồi còn nhỏ nhỏ thì còn nhìn thấy rõ hình dung được ha. À, hồi cấp tôi còn 4 tuổi, nhìn thấy và nghe rõ. Thôi bây giờ kết thúc câu chuyện lại đây đi quý vị Phật tử ơi. Phật tại tâm chung, ai hữu tâm thì dụng đạo màu vậy mà. Rồi, cũng xin cảm ơn huynh huynh anh Tinh Vô hả? Dạ dạ dạ. Đã cũng không ngại lên YouTube để nói lên những cái sự việc liên quan với tâm linh. Đó thì anh cũng nói, thì nhiều người nhiều khi nói ra thì anh chị em không tin, nhưng đó là cái sự thật anh đã chứng kiến và đã nhận thấy, cho nên anh mới nói ra được cái điều này. Thì thôi anh cũng xin chúc cho anh Vô được nhiều mạnh khỏe nha. Dạ dạ. Mình dạ. Đang may mắn. Lê Thanh cũng hẹn bà con và khán giả những video tiếp theo. Lê Thanh cũng xin chào ạ. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.